Ngày 24 tháng 5 năm 2017, Nguyễn Quang A cùng với một số đối tượng chống đối chính trị như Nguyễn Nguyên Bình, Mạt Văn Trang, Linh Mục Nguyễn Văn Thăng thông báo công khai trên mạng xã hội thành lập cái gọi là Quỹ Lương Tâm với mục đích kêu gọi cá nhân, tổ chức ủng hộ cho các cá nhân, thân nhân các đối tượng có hoạt động chống đối chính quyền. Sau một thời gian hoạt động, đến nay Nguyễn Quang A đã tự tuyên bố dừng hoạt động của Quỹ Lương Tâm, một cái kết đã được dự báo từ trước. Trên mạng xã hội, ngày 16 tháng 7 năm 2021, Nguyễn Quang A đã lập ra Quỹ Lương Tâm, tuyên bố giải tán quỹ với lý do sợ bị các cơ quan chức năng xử lý trước pháp luật. Vậy, tại sao một quỹ lập ra với mục đích quyên góp hỗ trợ người dân theo Quỹ Lương Tâm lại lo sợ bị xử lý vì những sai phạm? Trước tiên, điều này xuất phát từ Nguyễn Quang A, người lập tài khoản ngân hàng để quyên góp tiền thành lập Quỹ Lương Tâm. Bản thân Nguyễn Quang A trước đó đã từng sang Mỹ gặp gỡ, cấu kết với một số đối tượng chống chính trị là thành viên trong tổ chức khủng bố Việt Tân để xuyên tạc, nói xấu đảng, nhà nước. Không những thế, Nguyễn Quang A đã cùng với một số đối tượng chống đối chính trị là những tri thức như nhà văn Nguyễn Nguyên Bình, tiến sĩ Mạc Văn Trang, Nguyễn Xuân Diện, là những kẻ cầm đầu lôi kéo, kích động tập trung đông người tuần hành biểu tình trái pháp luật, gây mất an ninh trật tự tại Hà Nội. Quỹ Lương Tâm chỉ là cái bình phong để các tổ chức khủng bố, chống đối chính trị bên ngoài sử dụng tài chính để kích động, tổ chức các hoạt động chống đối chính quyền, mà Nguyễn Quang A là kẻ được các cá nhân, tổ chức chống đối chính trị bên ngoài sử dụng làm tay sai để chúng thực hiện ý đồ của mình. Cũng giống như quỹ 50K do Nguyễn Thúy Hạnh đứng đầu trước đây, hay quỹ một tạ gạo do Trương Văn Dũng làm đại diện khu vực miền Bắc hiện nay, những cá nhân ủng hộ hay được nhận ủng hộ từ Quỹ Lương Tâm, không ai khác ngoài những đối tượng chống đối chính quyền. Có thể Nguyễn Quang A rất minh bạch, công khai, không bị tố cáo ăn chặn như Nguyễn Thúy Hạnh, nhưng mục đích mà Nguyễn Quang A và Hạnh là hoàn toàn giống nhau, với mục đích đề ra hỗ trợ nhân đạo, nhưng đối tượng hỗ trợ của Quỹ Lương Tâm không phải là những người dân có hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn ngoài xã hội, mà là nhân thân những kẻ đang hoặc đã đang bị vi phạm pháp luật về hành vi chống đối chính quyền như gia đình Cấn Thị Thêu, Trương Văn Tam, Nguyễn Tường Thụy. Nguyễn Quang A và những đối tượng chống đối chính trị khác khi đứng ra thành lập, duy trì hoạt động Quỹ Lương Tâm đều biết mục đích của quỹ là cung cấp tài chính dưới vỏ bọc hỗ trợ nhân đạo để các đối tượng chống đối chính trị khác duy trì, tổ chức hoạt động gây mất an ninh trật tự. Thông báo ngừng hoạt động của Quỹ Lương Tâm, Nguyễn Quang A cho rằng lo sợ các cá nhân khác ủng hộ làm ảnh hưởng đến bản thân. Điều này hoàn toàn không phải lý do thực sự đúng, vì người ta đều biết Nguyễn Quang A cùng các đối tượng chống đối chính trị luôn kiểm tra, xét duyệt rất chặt chẽ. Điều này cho thấy Nguyễn Quang A đang thực sự lo sợ việc sử dụng Quỹ Lương Tâm để lôi kéo, kích động tập trung đông người gây mất an ninh trật tự, xuyên tạc chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước từ năm 2017 đến nay là vi phạm pháp luật, sẽ bị xử lý nghiêm minh như Nguyễn Thúy Hạnh cùng Quỹ 50K. Dù sao, Nguyễn Quang A cũng biết dừng lại đúng lúc. Việc tự giải tán Quỹ Lương Tâm cũng cho thấy Quang A cùng các đối tượng chống đối chính trị đã nhận thức được việc thành lập, hoạt động các quỹ dưới danh nghĩa hỗ trợ nhân đạo cho nhân thân cùng các đối tượng chống đối chính trị là vi phạm pháp luật. Hiện nay, dư luận mong muốn các cơ quan chức năng xử lý nghiêm với Trương Văn Dũng và Quỹ Một Tạ Gạo, triệt để xóa bỏ hoạt động gây mất an ninh trật tự thông qua hình thức hỗ trợ nhân đạo của các đối tượng chống đối chính trị thời gian qua.